Chào các bác, trên tay em đây là cây cần quan vũ. Cây này thì có từ 2 năm trước rồi, và ngày hôm nay thì em sẽ đi test lại cây cần này thì bây giờ nó mới về đúng size. Thường là cây cần này rất là hay nhanh hết tàng, và bây giờ cái túi của cần rất là dày dặn luôn chứ không phải túi loại bình thường. Quan vũ người đã làm mất Kinh Châu, nhưng mà chắc là cái ông làm ra cây cần này cũng rất là yêu thích. Vì bộ truyện Tam Quốc này là chắc mất Kinh Châu chỉ được làm 4 hát thôi. 4 hát này các bác nhá, tay cầm bầu là thương hiệu FIS, và trên thân cần à trên chỗ cái phần tay cầm của cần là hình lúc phong phong độ nhất của quan vũ. Chúng ta có thể nhìn thấy được sự uy nghi của quan vũ phải phong độ đang cưỡi ngựa, là chân râu dài đang vuốt râu. Tay cần 4 hát vẫn có vòng chống lỗ. Em sẽ đi test thử cho cây cần này với 3 chai nước tương đương với cả hơn 1 cân. Đây là cái màu sắc các bác có thể cảm nhận luôn, đây là cái phôi cần. Và em cũng đang quay ở ngoài trời thì hôm nay cũng không có nắng mấy, thì các bác có thể nhìn thấy luôn là phôi cần, phôi carbon 24T rất là đen bóng đối với những cái cần phôi 24T. Rồi các bác có thể cảm nhận luôn này. 3 chai nước này tương đương với hơn 1 cân. Thì tức là anh em đây là nhất tính 1 cân, thì các bác cũng có thể hiểu là khi chúng ta dòng những con cá, đong đưa những con cá câu dòng đấy là nó sẽ được khoảng từ 3 đến 5 cân thoải mái. Chỗ này là phần nóng gốc này và có vòng trong lỗ này. Tất nhiên là nếu mà cầm ở đây thì các bác sẽ bảo là ăn bẩn, cầm hết cả lóng gốc. Đây là em đang đứng ở trên cùng một mặt thẳng nha, để nhấc thử cây cần quan vũ nha. Đấy, các bác có thể thấy độ cong của cần, ngay cả lóng gốc cũng cong một chút nha. Có cong đều không thì các bác có thể cảm nhận luôn là nó có cong đều hay không. Rất là dễ dàng. Và theo như cái cảm nhận của em khi nhấc 3 chai nước này thì em nghĩ là nó vẫn nhấc được thêm được 1-2 chai nữa thoải mái. Nhưng mà nói chung là mình cũng không nên cố tình nhấc gãy làm gì, bởi vì một cây cần gãy thực sự là em thấy là rất là tiếc, bởi vì em bán cần cũng không được lời lãi bao nhiêu, không bây giờ mà gãy một cái thì cũng bằng không biết bán bao nhiêu cây cần. Đấy. Các bạn có thể cảm nhận này, độ lấy của cây cần, và đây là 3 chai nước đầy nhá, rất là dễ dàng và cũng lên rất là cao à. Như này thì dòng cá 3 đến 5 cân quá thoải mái luôn. Cây này là như thế là cũng câu chép thoải mái, nó phù hợp với cả câu diếc, câu rô phi thì hay hơn. Cảm ơn các bác đã xem hết video.